Vào chiều ngày 31 tháng 7 vừa qua tại thành phố Oakland, California, Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ gọi tắt là VABA đã tổ chức sự kiện ra mắt hội viên mới, đồng thời hội cũng tạo diễn đàn giao lưu giữa các công ty khởi nghiệp và các nhà đầu tư. Sự kiện VABA có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của nhiều diễn giả trẻ gốc Việt về tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo và các ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong tương lai. What's going on over there on the market? Because I think I share a lot of success story, but there also an unsuccessful story that where my team trying to use AI very early. My mission, and this is something that I care deeply about, to facilitate equitable access. Trong lời phát biểu và chào mừng quan khách, ngoài đường lối hoạt động tạo một diễn đàn liên kết giữa các doanh nghiệp, ông David Dương, Chủ tịch Hiệp hội, còn nhấn mạnh đến những đóng góp không nhỏ của VABA trong việc đóng góp tài lực vào công cuộc xây dựng cộng đồng, giữ gìn và phát triển nền tảng văn hóa người Việt tại Hoa Kỳ. Trước tiên chúng tôi ủng hộ là chúng tôi ưu tiên cho người Việt Nam. Tôi không cần biết anh đảng nào, anh là người Việt Nam, anh ra anh tranh cử bất cứ ở bất kỳ tiểu bang nào. Mà anh tìm đến chúng tôi, anh đâu? Anh David Dương, ở California Wisconsin, VABA, chúng tôi cần sự ủng hộ. Tôi đang tranh cử đây, tôi là người Việt Nam. Tranh cử thì chúng tôi sẵn sàng ủng hộ. Dâu răng, chúng tôi không biết anh thua hay thắng. Nhưng mà chúng tôi ủng hộ là sao? Tại tinh thần người Việt Nam ủng hộ để cộng đồng người Việt Nam bắt đầu dấn thân vào cái chính trị mà mình gọi là mainstream để đi vào cái quốc hội và các thứ. Cũng tại sự kiện này, Hiệp hội Doanh gia Việt Mỹ và VABA đã ủng hộ hai trung tâm Việt ngữ ở Oakland và San Jose với tổng số tiền lên đến 20.000 Mỹ Kim chia đều cho cả hai. Cái hội VABA đó, mình hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam á, thì nó từ bao lâu rồi? Anh làm cái này. Thật sự thì chúng tôi hỗ trợ cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã coi như là nói chung là từ lúc chúng tôi bắt đầu làm ăn tới nay. Tuy nhiên về vấn đề là mỗi một năm thì chúng tôi hỗ trợ như khác nhau tùy theo những cái cơ quan, những cái hội đoàn người ta tới để người ta tìm mình để hỗ trợ. Nhưng mà lần này thì chúng tôi lại có một cái quỹ. Lập ra một cái quỹ là của VABA là một cái quỹ đầu tư 50 triệu. Nhưng mà trong đó thì có một phần là cái quỹ để luôn luôn hỗ trợ cho những cái hội đoàn bất dù lợi cũng như là những cá nhân nào có những hoàn cảnh. Cái này thì thưa chúng tôi là dự kiến đó, thì như đã nói thì chúng tôi hỗ trợ tất cả các nơi gửi về thì từ 1.000 tới 50.000 tùy theo những cái hội đoàn, những cái cá nhân, những người mà coi như có những cái hoàn cảnh gì mà đưa về chúng tôi duyệt và chúng tôi thấy cần bao nhiêu chúng tôi sẽ hỗ trợ là bấy nhiêu. Thì đó là chính. Nhưng mà hôm nay cái quan trọng của này là vấn đề hỗ trợ để mà dạy tiếng Việt, bởi vì chúng tôi nghe rằng có nhiều trường Việt ngữ như là chùa Đức Viên hoặc là nhà thờ San Antonio thì họ có rất nhiều giáo viên mà phải coi như là bỏ thời giờ ra để dạy tiếng Việt đó hàng tuần, rồi còn nhiều người còn phải bỏ tiền túi của mình ra để mua sách vở cho học sinh và cũng như để mua thêm coi như là thực phẩm để cho học sinh ăn. Thì tôi thấy những cái này đó thì nó cần một cái sự trợ giúp của cộng đồng doanh nghiệp người Mỹ gốc Việt. Thật ra chúng tôi thấy như vậy thì đây là một trong những cái điển hình mà chúng tôi ngày hôm nay tổ chức vậy để giới thiệu với tất cả những member của chúng tôi và những người hiện diện trong đêm nay là ngoài vấn đề kết nối làm ăn kiếm tiền thì trong đó là kiếm tiền từ đâu, từ cộng đồng, thì chúng ta hãy trả một phần nào lại cho cộng đồng trong những cái việc mà mình làm những cái chuyện thiện nguyện. Thì tôi nghĩ cái đó là cái mà một nhà doanh nghiệp mà có đạo đức và một nhà doanh nghiệp mà muốn coi như là phát triển bền vững và lâu dài thì đó là việc cần phải làm. Dạ em tên Amanda. Dạ Amanda. Dạ. Dạ. Còn chị dạ, Diễm Thanh. Dạ chị Diễm Thanh. Thưa quý vị, chị Diễm Thanh, thiện nguyện viên từ lớp giáo lý Việt ngữ nhà thờ San Anthony và chị Amanda của chùa Đức Viên. Dạ cái này cũng nằm ở San Jose mình hết thưa chị. Tại cái câu chuyện lúc đầu chỉ tính hỏi hai chị thôi, nhưng mà mình thấy mình biết được thêm một cái cũng rất là hay. Thì mình cũng cần rất là nhiều những cái business giống như bà ba ở đây hay là cái của nhiều quý vị như này đó. Thật sự đã đó, mình ở đây đó, nếu mà mình tính ra đó, ở riêng miền Nam California không á, mình có gần 500.000 người. Dạ. Bây giờ cứ nghĩ đi, nếu phụ huynh á ở trong số 500.000 người đó, mình trừ ra một nửa 10.000 cộng đồng, có 250.000 xã hội giải mấy em học. Theo cô Teresa,
một thành viên trong ban tổ chức, có nói rằng Hiệp hội VABA sẽ tiếp tục nhận đơn và tiếp tục cứu xét các đơn từ các tổ chức bất vụ lợi đang cần sự giúp đỡ về tài chính.